Ok, hôm nay mình sẽ đi học tiếp này. À, tạo nhanh. Giúp mình học đúng không? Tạo nhanh một khối hình trụ. Đó, nhắc lại một số cái tính năng của nó này. Cái này hình trụ này xác định bởi bằng một tâm. Một trục này, trục đường kính trục cao. Thứ hai là nó sẽ có một cái khung AC nằm trên một mặt phẳng mà nó cắt ngang qua cái mặt trụ, thiếu cái trục, nó nôm bờ cái trục của nó. Ví dụ mình có một cái khung AC trước thì nó sẽ có là, ví dụ như mình sẽ có một khung AC trước này mà mình sẽ xác định một cái hình trụ nó thông đi qua cái khung AC đấy, một mặt cắt nó nôm bờ với lại cái trục của nó, thì mình cũng thể tạo được một cái này CD đây, AC nó đi qua khung AC này, một cái điểm bắt đầu nó sẽ nó lấy luôn vị trí này, mình có thể xem đó đúng không? Và khung AC nó sẽ nằm trên một mặt phẳng mà nó sẽ nôm bờ với lại cái trục, nó sẽ vuông góc với rồi ấy, trục cổ, trục Z, đúng không? Nếu nó không phải nằm xéo, còn nếu nằm xéo nó là một cái cung khác đấy, nó bắt buộc phải nằm bờ với lại cái phẳng. Ví dụ nó nằm xéo nó sẽ ra hình dạng như này này. Đấy, ví dụ mình dùng mặt cắt đi, tạo cái phần đây, đúng không? Nếu mà nó bò thì sao, nó ra được một cái hình đúng là hình tròn luôn đúng không? Còn nếu mà nó không nó bò thì sao, giờ mình nghiêng một chút này. Đấy. Nó lại là hình gì, không phải hình tròn không, hình như clip đúng không? Đó, thì bắt buộc cái nó hiểu là luôn là cái cung này nó sẽ nằm trên một cái mặt phẳng vuông góc với lại cái trục. Đấy, mọi người hiểu như vậy. Còn đây này sẽ là hình elip. Ok. Ngoài ra còn lại nhanh nào, còn nó cũng rất là nhiều trường hợp, ví dụ như là diameter và hai đường kính và chiều cao, nó trong cái phần dimension của nó là có cái mà base diameter và top diameter là cái nền và cái đỉnh, nếu bằng không thì nó là hình nhọn luôn, hình nón nhọn, còn nếu một cái giá trị khác không thì nó là hình nón cụt đúng không? Mình học thì học rồi mình biết rồi, đây là hình, nếu mà nó phía trên đây nó gọi là nó hình nón nón cụt, nếu mà nó có giá trị và chiều cao cho nó thôi, ví dụ như đây vị trí đây là vị trí đây, một hình nón với đường kính ở phía dưới của nó đây này 50 rồi tốt nó 10 rồi sau trước này. Là cái điểm của nó, đây là điểm nó đầu này. Nếu sắp chết thì nó sẽ bị báo lỗi, còn mình sẽ dùng đến chế độ unlit hoặc là năng một cái khối riêng. Đây, đây là hình nón, nó vị trí trên đỉnh nó cũng không, còn một cái giá trị khác không thì nó sẽ hình nón cụt, ví dụ 10. Hình này nếu mà mình sử dụng phương pháp thông thường mình phải tạo như nào mới vẽ được Jivo đúng không? Vẽ một cái section cho đấy Jivo anh chụp đấy, thì cái thao tác nó có lò thì mình vẽ một cái vũ trụ mình cái chút rồi mình draft vào rồi, nhưng mà thao
thao tác nó sẽ gấp 6 lần, gấp 6 lần rồi phương pháp này, tại vì nó hình đơn giản mình không thấy lâu thôi, nhưng mà nó kết hợp nhiều cái thao tác, nhiều hình nhanh với nhau thì nó thành rất là lâu đó. Cái phần này mình nên là sử dụng được cái phần tạo khối nhanh thì tốt. Chút này mình sẽ lấy bài tập của phần đấy, bài tập mà mình sẽ không tạo một sketch nào. Thay mình phải đi vẽ nhá, vẽ sketch sau đấy mình dành một kích thước cho nó. Đây giả sử nhá, để tạo một cái mình sẽ đếm xem là bao nhiêu thao tác nhé. Ví dụ tạo một sketch này, một thao tác này, hai thao tác này, rồi mình đo tạo một cái hình vuông, ba thao tác này, bốn thao tác này. Mình phải để xác định kích thước cho nó. Đến 11 thì nó vẫn có tính năng là bắt điểm mặt tâm này. Trong phần sketch này, ví dụ đây là muốn là 75, đây là muốn là 50. Rồi sửa cho nó là tầm đây đi được. Sau đó finish, rồi vài lại một chút. Một hình đơn giản này là mình thấy là cái thao tác nó rất là nhiều. Một chút lên giá trị là 45 chẳng hạn. Đó. Thao tác rất lâu trong khi mình chỉ cần sử dụng đến cái lệnh block. Mình điều khiển rộng, độ cao, ok là ra. Đúng không? Thao tác rất là nhanh. Như 45. Đó không? Chiều cao là 45, còn chiều rộng dài là bao nhiêu? Chiều 75. 65. Đấy, chọn điểm đặt cho nó vị trí này chẳng hạn. Lại ra đúng không? Rất là nhanh. Thì nó ra cái lệnh nhanh này cho mình, phương pháp là các cái hình nó đơn giản thôi. Cứ tạo một ferro, tức là tạo một cái hình cầu. Nó có hai phương pháp giống hình trụ, một là bit tâm và emitter bán kính, đường kính của nó, và hai là bit có một cái cung, một cái cung là nó đi qua cái hình cầu này, và cung này bắt đầu cái tâm của cái cung này này, nó chính là tâm của cầu, tâm của cung chính là tâm của cầu. Đây, ví dụ mình muốn vẽ ở đây, mình chỉ cần xác định duy nhất là một cái vị trí tâm của nó ở đây nhé. Sau đấy mình xác định bán kính cho nó thôi, 20, sau đấy mình trừ khối đi ra, trừ khối này là dài, đúng không? Thay vì mình phải như nào, phải tạo sketch này, ok này, rồi này phải vẽ một cung AC, sau đấy đo 5 nữa. Rồi cuối cùng là finish rồi, giờ đến tạo bản Sivo. Khối đây. Đấy, xong trừ khối. Xong khối này. Đấy, thì mình thấy thao tác lâu hơn rất là nhiều. Đó, thì chút nữa mình sẽ lấy một bài tập cho mọi người thấy nó sẽ như nào. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp cái này nhanh nữa. Ví dụ như mình post để tạo một cái post trên một cái bề mặt phẳng đã có sẵn rồi. Đây nó sẽ trên cái dòng là status của nó là add a cylinder post, tạo một cái khối trụ nằm trên một cái mặt phẳng bằng planar face. Đây, mặt phẳng nó là mà dạng phẳng ấy, nó không phải là mặt surface của một solid body. Ví dụ trên cái mặt này mình muốn đặt một cái hình trụ, ví dụ hình trụ trong trường hợp mình biết tọa độ trước rồi đấy, đúng không, thì mình sử dụng đến hình nào, slider. À, ví dụ trường hợp mình muốn là cái vị trí cách đây là bao nhiêu nhá,
nhưng mà nó không chính xác được cái vị trí của nó đây. Nhưng mà cái điểm này mình sẽ tưởng tượng thôi chứ mình không thể xác định trực tiếp của nó được. Ví dụ 20 chẳng hạn, đúng không? Mình có biết được cách từ đây lên bao nhiêu không? Lên bao nhiêu không? Không biết, đúng không? Thì trường hợp đấy mình mới dùng đến cái lệnh đấy là mod tạo nhé. Đấy, nhập cái kích thước của nó vào đây, góc nghiêng của nó, ví dụ ba độ thì ba độ nó thành hình nón rồi đúng không, côn thành hình nón rồi đấy, thích ok. Rồi nó sẽ ra cái ràng buộc, ví dụ horizontal là chiều đứng này, giữa cái phần endpoint ạ, số mặt này cái đường này thì nó là 9.6, tầm nó cách cái đường này là 9.6 đó. Người đi nhập ví dụ là 15, apply đây, cái đường này là 30 ha, apply đấy. Khi xong nó tự động nó cách thì nó biết hiểu là đây là cách này 30, đây cách 15, nó tọa độ. Còn trường hợp kia mình phải biết chính xác điểm, nên là mình ví dụ mình tạo một sketch cho nó nha, sau đấy xác định điểm của nó thì thà mình sẽ tạo một cái cung cho mình chút nó nhanh, đúng không? Thì trường hợp này nó không biết tọa độ thôi. Trường hợp kia những cái tọa độ đặc biệt thôi nhá, ví dụ như chính ở giữa bề mặt này tọa độ đặc biệt đấy, thì mình cũng xác định cái bằng pháp này. Ví dụ đặt trên mặt này, ví dụ cái điểm đặt nó là ví dụ bằng cái mắt điểm này, những cái điểm đặc biệt mình sử dụng trường hợp đấy thôi. Ví dụ như là nó nằm ở giữa hai điểm between two points ạ, đây ví dụ giữa cạnh này và giữa cạnh này, trong trường hợp nó chưa mất hai cái này thì nó mới là phải dựng cái thông điểm cho mình. Thôi mình cứ chọn là bond on face đó bằng cái 0.5, 0.5 thì nó là giữa luôn, phần trăm của nó. Nhưng mà nó phải biết là cái điểm đặc biệt. Còn trường hợp là mình muốn là cách bao nhiêu thì mình sử dụng đến cái tính năng này bot. Pocket tương tự, pocket là nó tạo một cái hốc, hốc có dạng là cylinder, là dạng khối hình hộp chữ nhật hoặc là hình trụ, đấy tùy mình. Ví dụ hình trụ này nhá, trên mặt này nhập kích thước cho nó, ví dụ là 15, deep của nó là 10, floor radius cái góc fillet ở dưới sàn của nó là bao nhiêu, chỗ 2, tab nó nghiêng bao nhiêu, mà để không thì nó sẽ thẳng đứng, ok. Và mình xác định mình chọn envoy nó tâm IC này, nó ba trường hợp đấy, tâm là phần chi tuyến của nó sẽ đua từ phần chi tuyến này, nó đua từ phần chi tuyến này, nó đua tâm. Alo anh Quốc ạ. Vâng, anh mới tham gia. Em thấy bên anh hơi ồn một chút thì anh anh tắt mic ạ, có gì anh ok. Đó ví dụ mình nhập lên là 30, ok. Tiếp theo đây mình thấy này nè, cái led của nó ở dưới là 2, mình tạo nhanh nhiều khối như vậy. Được chưa?
Pad tương tự, pad này là nó tạo một góc với rectangle, là cái khối hình hộp, và phương pháp xác định nó tương tự với pod mà nó chỉ thay đổi hình dạng thôi. Hình dạng thằng này là hình trụ, còn thằng kia hình trụ hoặc hình nón, nón cụt, hoặc thằng này là hình hình hộp chữ nhật vậy thôi. Rồi em thằng này em bot như vậy, offset bot như này thì mình sẽ học trong phần survey phần nâng cao. Rip phần trước mình học đúng không? Rip grab. Vậy nhờ grow bra chính là tạo một cái rãnh nhanh này trên một cái trục. Bắt buộc nó phải là mấy mặt trụ. Mặt trụ nó sẽ có cái dạng như là cầu này, hoặc dạng chữ U, hoặc dạng hình chữ nhật. Mình xác định nhanh như nó, ví dụ như là dạng U trong mặt này. Đấy, vị trí đường kính của cái chữ U này là bao nhiêu, cái vòng lượn chữ U đây này là bao nhiêu, nói chung 20 thôi. À, chiều rộng của nó là bao nhiêu, chiều rộng từ hai cái phần chữ U này nhiêu, 10. Còn là radius, có một phần góc flat của nó là bao nhiêu, ở phần tường 2 chẳng hạn. Ok, đây mình thấy này, cách thằng này là bao nhiêu, đấy, mình nhập vào nó tạo một cái dạng như mình. Ok chưa, bình thường tạo cái dạng này thì mình mất rất nhiều động tác, mình vẽ một biến dạng cho nên giờ cái led rồi xem gì vô nữa thôi đúng không, cũng rất là lâu á. Cho nên cái gì mình tối ưu hóa được nhất thì sẽ nên tối ưu hóa. Mình thử mà ngồi vẽ một cái khối như này, và các bạn phương pháp thông thường ấy, thì nó rất là nhiều, mất nhiều thao tác. À, vậy thì mọi người nên là tối ưu hóa nhất trong cái phần thiết kế của mình. Đó thì em hướng dẫn mọi người như vậy. Còn rip grab là hai cái thằng tạo gân rồi, chắc mọi người cũng biết rồi. Thêm một cái lệnh là 3N là chính là phần tạo gen, tạo gen cho một cái khối trụ hoặc là một cái lỗ. Đây 3N này nó có hai dạng, cái dạng symbol và detail. Symbol thì nó chỉ là biểu tượng thôi, khi hiển thị nó là 3/4 một cái đường nhân đất bàn từ. Còn đi theo chính là hiển thị trực tiếp luôn, gen nó sẽ thấy, mình thấy gen 3D luôn. À, ví dụ mình chọn vào đây, mặt cô nó sẽ không nhận, là mình chạy phần này, mình đút phần này vì mình dùng đến phần côn mực không đi. Đây, bây giờ mình sẽ dùng lại Tria. Nó có các thông số, ví dụ như là phần đường kính ngoài, đỉnh đến đỉnh của nó chính là nó sẽ lấy luôn mặt ngoài bằng 20 luôn. Này mình cho thằng này đây bằng 20 đúng không, và nó bị mờ luôn này nên mình không thể chỉnh sửa được, nó lấy luôn. Còn chỉ có đáy thôi, đáy nếu mình lấy 21 thì nó sẽ bao có bao lỗi không, bao lỗi ngay, tại vì đáy bao giờ phải thấp hơn đúng không, thấp hơn 20. Đó thì mình phải chú ý chút là cái gen của mình là đây, ví dụ mình cái này cho mọi người dễ hiểu này. Đây. Cái này chính là D1 này, đây là D2. Đúng không? Thì là đỉnh răng chưa? Cái này là đáy răng. Thì nó bắt buộc phải nó phải bé hơn. Là D1 phải bé hơn D2 đúng không? Nếu nó lớn hơn thì nó sẽ báo lỗi.
Trường hợp này là trường hợp gian ngoài như vậy nhé, còn gian trong nó lại ngược lại. Đây, mình sẽ lấy 17, 18 nhé. Rồi len chiều dài của nó, nếu mà nói mặc định nó sẽ lấy 30, có nghĩa là full luôn cái khối trụ này, mà mình sẽ chỉnh với trụ mình lấy 15 thôi. Và pick của nó chính là cái bước tiến của cái giữa hai cái đỉnh gần nhất là nhất là pick, đúng không? Pick chính là thì gen nó đặc trưng như các thông số là pick này, đúng không? Cái góc nghiêng của gen đây 60, mươi mặc định 60, dần trái dần phải. Select start, mặc định start nó sẽ ở vị trí đầu, và mình muốn chọn select start thì mình tích vào và chọn các thông số. Rồi ví dụ mình ok này, đây nó bị ngược chiều. Reverse select start để chọn mặt này, reverse ok xong không được, nó hướng nó ngược lại mất rồi, thì mình chọn hướng ngược lại bên này. Mình sửa sửa xuống lại, đại hướng nó mang được lên được lại đấy 15. Ok, cái gen nó sẽ như này này, gen đi theo được chưa? Còn gen phía trong nó lại ngược lại nhé, rear này phía trong, thằng dưới nó lại bị mờ, thằng dưới nó bị mờ đúng không, còn phía trên nó lại chỉnh sửa được. Tại sao? Phía trong bây giờ là thằng phía trên bây giờ là đỉnh, tại nó phía trong mà đúng không, thằng kia lại phía ngoài. Ok, gì tưởng tượng một cái là phía trong và một cái phía ngoài nhá. Cái phía ngoài thì nó bắt buộc nó phải ăn vào trong, cho nên thằng này nó sẽ xác định theo D của khối này đúng không, còn này phía ngoài ở phía trong thì nó phải ăn ra ở phía ngoài đúng không, cái khối chứ thì nó ăn bên ngoài, thì cái D của đỉnh của nó thì bây giờ nó lại nằm ở phía trên này. Cho nên nó sẽ là bây giờ nó ấn không như thế này. Và bây giờ mình sẽ chọn các cái thông số tương tự, ví dụ 5 thôi. Ok. Đây. Đấy, nhân trong rồi. Okay. Rồi. Em một số lại nhanh, còn còn hâu trong đây này thì mọi người rõ chưa, hâu trong này mọi người rõ chưa, hâu nó có gồm các cái loại như là general hâu, lỗ thường, real hâu, lỗ khoan, Trail Slings How lỗ suốt, Trial lỗ gen, Trial hầu gen chính là lỗ mình vừa tạo rồi. Và nó dạng symbol thôi nhé, hầu seri cái lỗ hồ bậc nó thì mình ví dụ mình chọn các cái tiêu chuẩn cho nó, ví dụ như là lỗ khoan hay là lỗ gen
thì mỗi loại nó có một cái tiêu chuẩn khác. Ở general hall nó thường thường dùng này. Phần đầu tiên là phần nào nó cũng có phần 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 là direction, phần nào cũng nó cũng có một phần direction. Direction là cái hướng của trục để tạo gen. Chú ý đến đây nhá. General hall nhá. Thứ nhất là phần vị trí này. Vị trí nhất là mình sẽ xác định một cái điểm. Nó sẽ nhận điểm, đây là point này. Trong trường hợp mình ví dụ mình có điểm có sẵn thì mình không sao, ví dụ mình chọn một điểm trên face này. Có sẵn là không sao. Trong trường hợp mình muốn là chính xác cái vị trí của nó thì mình phải tạo một sketch. Tạo một sketch tương tự. Thì tạo một sketch rồi xác định cái vị trí điểm đấy so với gốc, chẳng hạn với nó cách cái gốc của mình là một giá trị là 30. Ok. Finish. Đấy, trường hợp mà mình chưa có tọa độ điểm chính xác thì mình sẽ dùng đến phương pháp này. Tạo sketch cho nó và nó có nhiều lỗ. Thứ hai là phần deviation, là tất cả các tiêu chuẩn nó đều có một là normal với face, là nó sẽ vuông góc với cái face mà mình đặt điểm nó sketch của mình. Thứ hai là along vector, đó nó sẽ đi theo một cái vector mà mình lựa chọn. Ví dụ mình muốn nghiêng thì mình dù đi theo một vector mà nó nghiêng cho hai cái điểm này ạ, thì nó tạo ra một cái góc nó nghiêng. Mình có thể xem preview trước này. Đó, mọi người thấy một cái lỗ nghiêng. Và xác định về cái chiều dài chiều cao nó nằm ở trong phần meter. Giờ đây mình chọn number face đi. Thứ nhất là nó là dạng lỗ nhào, dạng lỗ symbol, chỉ là đơn giản nó chỉ là một cái dạng và giống mũi khoan thôi. Này dạng lỗ bậc, này cho bậc nhưng phía trong là phía trên có một bậc côn. Này lỗ bậc nhưng mà à lỗ côn tab pro côn thì thường dùng trong cái phần các cái định vị ấy. Thì thường sử dụng cái lỗ côn này. Đây thì một cái nó đều có một thông số riêng, cái symbol nhất là diameter, cái đường kính của nó. Thứ hai là chiều sâu. Chiều sâu nó theo các giống phần ít chút chưa. Giá trị này anton select giờ anton next through body. Đó, value ví dụ 50 chẳng hạn 60 ạ. Đó. Nhập vào. Rồi depth to cái tham chiếu của cái chiều sâu của nó sẽ tính theo thằng nào? Nó sẽ tính theo cái thằng đến phần bắt đầu côn này. Từ đấy đây là bằng 50 này. Đây mình thấy. Hoặc là từ đây đến đến tiếp của nó luôn bằng 50. Tiếp là đỉnh. Con tiếp đỉnh côn. Ở đây là đến cái phần shoulder của nó thôi. Shoulder là cái phần vai của nó. Đến đây. Thì phần này mình thấy con này, nó co lại này. Được chưa? Thì nó sẽ tham chiếu của nó sẽ thuộc với phần nào. Nhiều bạn vẽ nó sẽ lấy thằng này này. Nhiều bạn nhận ra đấy này, tại vì cái góc 118 mới là tiêu chuẩn rồi đấy. Còn nhiều bạn bè nó cũng có thể lấy mà thằng này, thì mình phải sử dụng thì cái tham chiếu nó chính xác nhất. Ok không, mặc định là nó lần nữa là trừ khối, tại vì tạo lỗ mà hầu thì nó trừ khối, còn để cho năn thì nó sẽ tạo một khối riêng biệt vậy thôi. Rồi đây là tiêu chuẩn này rồi, còn tiêu chuẩn khác thì nó khác hơn một chút. Ví dụ drill drill lỗ khoan thì nó sẽ theo cái tiêu chuẩn của cái mũi khoan đúng không? Con dao khoan mình có tiêu chuẩn cho nên là cái lỗ khoan nó phải theo cái lỗ con dao khoan đúng không? Đấy, cho nên mình không xác định được cái diameter của nó. Mọi người thấy không? Diameter nó bị bội điện.
nếu mình làm mờ đi là mình không thể chọn được, nó chọn theo cái tiêu chuẩn này hoặc là mình đó. Đấy, lỗ khoan thì mình hiểu cái lỗ khoan này đúng không? Là nó phải tạo ra một con dao khoan. Lỗ khoan chỗ này tạo ra lỗ này. Cho nên là cái lỗ nó sẽ phụ thuộc vào cái con dao khoan. Hoặc là mình có thể sử dụng đến cái tính năng là trong phần fit này. Đấy, thì khoan mình dùng đến chế độ custom mình có thể chỉnh sửa nó. Đó. Còn chế độ exact thì nó sẽ chính xác luôn với được một khoan này luôn. Rồi bây giờ mình sẽ dùng đến cái máy xác, còn custom nó sẽ làm cho mình tùy chỉnh. Tương tự cái khoan này nó sẽ giống hệt với phần lúc trước, nó có thêm phần start chamber và end chamber, chính là phần đầu lỗ nó có một phần chamber, kết thúc lỗ nó có một chamber. Đây các bạn thấy một chamber. Và biểu tượng nó sẽ khác nhau nhé. Như phần này mình lấy lên cao lên nữa này, cho phần tiếp nó quá đi một chút này, 60 chẳng hạn, nó sẽ có chamber phía dưới nữa. Đó. Còn mà không muốn thì mình có thể enable thì nó sẽ mất chamber đi. Đó. Nhiều lỗ nó sẽ có phần chamber trong phần tiêu chuẩn của nó đấy. Ok không? Rồi review nhé. Rồi ví dụ khoan chẳng hạn. Khoan thì nó bây giờ nó có gen. Gen là mình phải khoan xong mình taro đúng không? Hoặc là phai gen. Phai gen nói trường hợp nó lộ quá to thì mới phai gen. Rồi, tương tự các phần này nó giống hệt nhưng mà nó còn thêm một area dimension. Nó có tiêu chuẩn theo cái mũi taro đúng không, cái hệ gen hệ mét đấy, ví dụ M4 M5 M6 vân vân, gen là gen hệ mét đấy, mọi người có thể chọn tiêu chuẩn, ví dụ đây là M10 rồi Radius Angel thì nó chính là phần là mình sẽ chọn custom cho với mình chọn là cái phần trap nó ăn dimeter, chính là cái đỉnh của gen so với phần M10 đỉnh trong đáy gen 8.5 trong khi là đường kính ngoài nó 10 đó. Cắt tầm mình có thể chỉnh sửa, còn không là mình dùng đến cái tính năng là nó offset vào khoảng là 0.75 rồi 0.5. Đấy, theo tiêu chuẩn là hai cái thằng này, còn theo cắt tầm là mình chỉnh sửa phía trong nó là bao nhiêu. Hôm trước mình có thể nhớ là một bạn hỏi cái vấn đề này đấy. Ví dụ phía trong mình có thể nhờ phía trong M5, phía trong cái đường kính nó là 4 nha. Hôm trước mình nhớ là một bạn hỏi, mình không nhớ nữa. Không biết phải trong lớp mình không. Đấy, M10 nhưng mà ăn kính đáy của nó là phía trong là bao nhiêu, mình nhập vào đây 8 thôi chẳng hạn. Rồi phần depth time chính là nó là bằng cái giá trị nhân với là đường kính của nó này, cái hệ số này theo tiêu chuẩn này mình có thể chọn. Còn không mình dùng custom là theo cái ý mình muốn này. Đấy, thì RDF nó chiều sâu của gen bao nhiêu, 20 chẳng hạn. Mà chiều sâu gen ấy, nó khác với chiều sâu của lỗ nhé. Đấy, ví dụ mình có một cái lỗ này. Gen của mình chỉ đến đây thôi, còn đây là chiều sâu của lỗ hầu, còn đây là chiều sâu của gen. Đấy, nó có thể bằng
nhưng mà chiều sâu của gen có thể là bằng hoặc là lớn hơn, à bé hơn, bé hơn chiều sâu không, không thể lớn hơn được, đúng không? Đấy là gen tab. Cho nên nếu mình mà nhập chiều sâu gen là 20, mình nhập hàng này là 18.5 thôi ạ, nó báo lỗi ngay. Đấy, tôi đẹp thì nó sẽ không xác định được cái phần vị trí cho phần tạo cái hâu này. Đấy, mình phải lớn hơn cái giá trị chiều sâu nó là 30 chẳng. Tương tự cái phần này tương tự thôi. Ok. Đó, gen thì nó sẽ xuất thêm một cái symboid đường tròn nét đất phía trong. Rồi, ok. Cái phần gen mình đã hỏi rõ chưa? Rồi mình sẽ làm một cái bài tập đơn giản vậy để ứng dụng cái phần này. Sau mình sẽ chỉnh thêm một số cái lệnh mới nữa. Mình làm chưa? Bây giờ muốn mọi người làm mà nó không dùng đến sketch nào. Bây giờ vẽ cái khối này mà không dùng đến sketch nào. Và điểm gốc nó sẽ nó chắc chùa với cái gốc nào. Làm chụp như mọi người. Mọi người chú ý lên nhé. Mình bài này mình sẽ kết hợp nhiều với cái gốc WCS đấy. Hay mình ẩn gốc này đi. Còn để gốc này cũng được. Nhấn phím W để hiện gốc WCS Ablut WCS ra. Còn hai gốc nhé, gốc này gọi là Ablut này. Còn gốc xanh này là gọi là WCS. Thì bất cứ cái lệnh nhanh nào nó cũng có một cái điểm gốc. Đây. Có cái điểm cho nó. Thì công việc mình xác định điểm và nó sẽ theo cái gốc tọa độ nào. Gốc tọa độ Ablut chính là gốc này. Và gốc tọa độ WCS là cái gốc màu xanh mình vừa ẩn hiện đây. Thì dựa vào cái thủ thuật này thì mình có thể là sử dụng rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ có cái đầu tiên nhá, khối trụ này đó, mình sẽ thiết kế khối trụ này đầu tiên. Thì bây giờ mình sẽ thiết kế như nào? Trong đây có bao nhiêu khối trụ cần thiết kế? Mình sẽ dùng một lạnh thôi nhá, một khối trụ ngoài này đúng không, hai khối trụ này, ba khối trụ này này, và khối trụ trong là 4, đúng không? Thì mình sẽ thiết kế nhanh. Mọi người thấy giờ bản vẽ lên mọi người xem, em lôi bản vẽ trong ví này, mình sử dụng đến cylinder. Cho khối trụ đầu tiên mình sẽ cho vị trí ở gốc này, mà điểm này là bắt đầu. Khối trụ này dài là rộng là cao là phi 100 mm 100 và cao 65 để chỗ độ 5 sau chút. Ok, apply. Tiếp theo một cái khối đặt thâm lên luôn, khối phía trong á thì nó cũng cùng với chiều cao, nó chỉ khác là tâm của nó thôi, tâm đường kính của nó chỉ 54 thôi. Sau tiếp đấy, mình để chế độ 5 nhé, là hai khối này là hai khối riêng biệt, nó chưa cần tạo lỗ vội. Tạo lỗ vội thì sau này rất là khó để điều tra điều chỉnh. Tiếp theo mình sẽ tạo thêm một cái khối trụ nữa, kích thước ở phía bên này là bằng 50
À, cũng 100 này, đường kính 100. Chiều cao bây giờ nó chỉ 25 thôi. Và nó vị trí nhá, vị trí mình phải xác định cho nó vị trí x0 y0 z0. Thì nó sẽ cách cái vị trí này theo trục y một cái khoảng là bằng 130, thì mình nhập có độ đấy là y 130. Đây. Tâm đúng không? Tâm nó nằm cách, để mình xem này. Đây không? Tâm nó nằm cách đây 130 đúng không? Thì mình cứ nhập IC nó là 130 thôi. Ở đây là 0 thì đây 130. Ok. Sau một chút, nhá, ok. Để cho nan hết nhá. Tiếp theo ở đây mình có một cái khối này rồi, mình chỉ bắt điểm trực tiếp vào tâm đây luôn. Hướng lên rồi tâm mình bắt tâm đây cũng tương tự là bằng 25, nhưng mà đường kính nó bao bây giờ bằng bao nhiêu? 40 đúng không? Mình để chỗ nặn nó nặn luôn nhá. Ok rồi, quên đi là nên là tạo một khối trụ khối hình chữ nhật trước, nên là tạo khối hình chữ nhật này trước này, nhưng mà không sao, mình có thể tạo này cũng được. Và bây giờ mình mới tạo khối hình chữ nhật cũng được. Nó tốt nhất là mình nên là tạo khối hình chữ nhật trước cũng được, cho nó mình có gốc trước rồi. Đây là hình hộp chữ nhật. Đây mình có thể sử dụng đến tính năng đấy là nếu trường hợp này là một gốc và cái chiều dài, mình có thể tính năng này mình bắt điểm 1/4 đi cho nó kéo dài từ mặt này đến mặt này chẳng hạn, review trước xem có được không? Thấy chưa, trường hợp này thế nào, chính là hai cái đỉnh đối diện, trường hợp này hai đỉnh đối diện nhưng mà nó cùng một mặt phẳng. Và mình phải nhập thêm chiều cao nữa. Thằng này mình chỉ cần hai cái điểm thôi, không cần nhập chiều cao. Thằng này hai cái đỉnh đấy, vị trí hai cái đỉnh đấy nhưng mà phải nhập thêm chiều cao, tại vì nó cùng một mặt phẳng. Trường hợp này thì mình một gốc của mình nhập chiều cao rộng chiều dài mà chiều cao. Còn thằng này mình duy nhất là biết hai điểm thôi, điểm này và hai điểm đối các mặt khác nhau nhá, đúng không? Thì nào trên mặt của khối khác nhau và nó là hai điểm góc. Ok, nó ra chưa? Đấy, rất là nhanh, có trọng mình phải tư duy làm sao nó nhanh nhất. Bắt điểm 1/4 cung tròn. Đây, bắt điểm đây, 1/4 cung tròn. Ở đây, 1/4 cung tròn. Đấy, ok, là được. Thế nó nằm luôn. Đấy, sau được hình như thế này rồi, mình sẽ sử dụng tiếp. Thế nào nữa? Bây giờ một cái rãnh phía trên này này. Cái dẫn trên nên làm sao là nhanh nhất. Bây giờ mình tạo một cái khối hộp ở vị trí bất kỳ nhá. Nó có chiều rộng là 40, chiều dài là nó lớn hơn 100. Lớn 100 được tại vì nó trừ khối mà. Và chiều cao nó là 10. Đây mình cũng tạo một khối sử dụng trường hợp này đó. Bao nhiêu theo IC là mình sẽ lấy 40, theo IC mình lấy là 100, theo ZC là lấy là 10. Bạn đặt một cái điểm bất kỳ đi xem trước này, được chưa? Nó là đúng 40 này không? Nó nằm lệch đó. Chứ không sao cả, mình ok này, thử ok này. Mình sử dụng đến một cái gốc tọa độ WCS đây. Ở gốc này này, gốc Amplus này.
sử dụng tính năng năng là can chọn file edit, nhưng mà mình phải đặt tự do nhé, đặt tự do không liên kết với cái khối này, khối sẵn này. Chọn edit, chọn phần move break hoặc là lệnh tắt của nó là Ctrl T đấy. Và giống hệt AutoCAD 3D, mình rời hình và rất là nhanh. Hay sử dụng một cái gốc. Gốc nó vị trí đây, bây giờ mình chỉ là move handle only. Mình chỉ rời gốc. Còn nếu mà mặc định nha, nếu mà mình rời gốc này thì tự động khối. Và thì là chọn cái khối cần di chuyển này, khối này. Khi rời gốc thì chi tiết nó sẽ di chuyển theo, đúng không? Được chưa? Ví dụ mình xoay góc này 90 độ. Đây, nhập góc 90 độ vào là được. Apply chẳng hạn, sau đây tiếp tục di chuyển. Thế bây giờ mình di chuyển đến đâu thì cái chi tiết nó di chuyển theo. Đúng chưa? Bây giờ trong trường hợp mà mình muốn là chỉ cái góc di chuyển thôi. Đây, mình sẽ sử dụng đến tính năng là move handle only, có nghĩa là chỉ có gốc di chuyển thôi. Và hình chi tiết nó chỉ ở lại. Bây giờ mình muốn là vị trí tâm của cái màn này này. Thì bây giờ muốn đặt gốc ở vị trí nào mình sẽ đặt ở đây. Dù nói là mặt giữa, begin to boy giữa màn này và này, gửi gốc. Đấy, gốc bây giờ nó nằm mặt giữa thì nó chính là cái trùng gốc này, đúng không? Thì bây giờ bỏ trên chế độ này đi. Mình tích vào cái điểm gốc này, sau bát điểm đây. Đấy, được chưa? Ok, thế là được. Rồi tiếp theo mình tạo một cái khối nữa cũng hình hộp, và nó là hình kích thước như nào, 15, 60 và 25, đúng không? 15, 60 và 25, 15, 60 và 25, đặt vị trí bất kỳ đó. Bây giờ nó xoay vị trí rất là linh tinh này, nhưng mà mình cũng không phải, nếu mà muốn chính xác mình nên là nhập theo XC, IC và ZC đúng với ba trục này. Còn mình không muốn tư duy nhiều thì mình cứ nhập cái thông số này đã, sau đó mình sử dụng đến Ctrl T chính là move object này đó. Mình chọn vào chi tiết, sau đây mình xoay hình chính xác. Ví dụ như nó bờ với màn này chẳng hạn. Đấy, nó sẽ xoay về. Rồi trục Y, như là trục Y này chính xác rồi, đúng không? Đây là bỏ chế độ move handle only thì nó sẽ chi tiết nó sẽ xoay theo gốc. Còn tích vào thì chỉ có gốc nó thay đổi thôi. Đây, tích vào move handle only này. Ví dụ bây giờ mình muốn là cái mặt trên cùng, tâm của mặt này này, nó sẽ nằm vị trí tâm của trục này, đúng không? Bây giờ mình sử dụng đến cái tính năng đấy là tích vào đây, chọn tâm của nó này. Tâm nó mình sẽ cho nó nằm giữa hai điểm. Begin to boy có nghĩa là trung giữa của hai điểm cạnh này thì nó ra một cái điểm trên tâm của mặt này. Đấy, mình di chuyển bỏ cái chế độ này đi, tích vào đây, bắt vào điểm vào đây, nó ra được chưa? Đó, bây giờ mình vừa sử dụng đến cái tính năng là cộng trừ khối này, cộng ba khối này với nhau. Rồi tiếp theo là trừ khối thôi. Kiếp tool thì bỏ kiếp tool đi, ok. Thấy được chưa? À, cái khối này nó phải dài 25 này. Nó 25 rồi mà. Rất C 25. À, này mình lộn ngược hình. Đúng không? Con này phải tiêu diệu bên này. Thông ra là mình có thể chỉnh sửa lại này. Giữ lại cái khối này, ví dụ đây là 25. 25 này. Mình quay lại make current features. Ctrl T nó xuống một chút này. Mình sử dụng tương tự nhé. Chọn khối này và
Muhenlauli cho cái bây giờ mình sẽ cho tâm nó bên kim tôi gọi này mặt tâm này này rồi nó sẽ bây giờ bỏ hết đầu đi đi bắt vào đây là được sao mấy current feature đây ra ok chưa được được nhưng mà mình cái trường hợp ấy hiểu ý rồi nhưng ví dụ mình đi lên cái này đi do việc mình việc mình xác định tâm của nó ở vị trí ở giữa này rất khó hay mình thử nhá tạo một cái hiểu nhật thì gốc nó bây giờ không phải là cái gốc nó nằm ở giữa mà nó là nằm một cái đỉnh thì ba cái này nó đều là đỉnh hết nó không nằm ở giữa hết đây ví dụ đỉnh mình nhập thông số nhá 15 theo XC nó là bằng 15 này rồi theo IC nó là bằng 60 và theo ZC là bằng 25 ok mình xác định tâm ở đây nhá mình thấy thế nào nó bị lệch chưa đấy quan trọng là mình phải xác định cái tọa độ nữa. Ví dụ như tọa độ nó sẽ bị lệch đi ví dụ như Z nó sẽ là bằng so với lại gốc upload Z bằng 0 chẳng hạn đấy, mình quay lại xem đó còn theo chiều y nó sẽ bị thị tín đi một phần một nửa thì nó là bằng trừ đi nửa của chiều rộng là bằng bao nhiêu 60 đâu trừ thì bằng 30 nửa chiều rộng từ 30 còn y nó cũng x cũng tính tín lên một cái khoảng bằng nửa nữa x nó vòng này bao nhiêu đây thì cái khoản này mình phải tưởng tượng rất là nhiều em 15 thì nó chỉ là trừ 7.5 phần bắt đầu nó là trừ 7.5 này thì nó cũng được nhưng mà cái phần gốc nó không phải là gốc nó là ở cái đỉnh này chứ nó không phải là tâm đúng không cho nên mình dùng cái mô phay cái là mình ít tưởng tượng hơn đó mô object quen đó thì là tìm cái nào mình có thể là thấy mình cảm giác nó dễ chịu nhất cho mình và nó nhanh nhưng mình sẽ sử dụng luôn thì mình thấy là cái phần move break operate trên nó sẽ rất là nhanh cho nên nó sẽ dành buộc theo kiểu tiếp tuyến hoặc là theo tiếp phần G2 G2 là cái phần dành buộc cong theo cái phương trình bậc 3 này là phương trình bậc 2 breakpoint tiếp tiến G1 và G2 nó khác nhau phương trình bậc 2 và bậc 3 thường thì mình trong thiết kế của mình sử dụng đến G1 tan gần select edge chọn cạnh và nó còn có một phần là nó phần sharp của nó chính là phần size color trên nó là dạng một cái cung tròn hoặc là dạng một đường conic conic cho mình chắc không rõ đúng không nhiều trường hợp mình có thể sử dụng đến conic đường conic đường conic là một cái đường là nó có một cái hệ số đặc trưng đấy, ví dụ như là RHO đây rồi sẽ một cái hệ số đặc trưng này nó bé hơn một và nó lớn hơn không nói cho càng nhỏ thì cái góc R nó càng nhỏ ví dụ 0.2 à không quên 0.9 này
Đấy, câu R nó rất là nhỏ. Đường conic thì mình học trong cái phần 2 để sketch thì mình hiểu được khái niệm của nó rồi. Rồi trong hình học ngày xưa mình học lớp 12, lớp 10, lớp 12 thì nó có các cái phương trình của đường thẳng, rồi đường ellipse, rồi đường conic này, rồi có thể là tham khảo lại. Và thông thường mình sử dụng đến cái phần đấy là phần size QR thôi, và nhập cái đường kính như nó bao nhiêu, radius. Và phần anneal set là các cái cung nó khác nhau, các cạnh có chiều có độ lớn nó khác nhau, mình sử dụng trong một lệnh sử dụng anneal set, cái cạnh này một cái giá trị khác nhá, giá trị nó chỉ là 5, trong khi thằng trên đây là 10. Đây có hai giá trị, phía trên là 10 và dưới là 5. Và đối với phần này thì nó có rất là nhiều, có thêm một số phần lựa chọn option của nó này. Mình chọn tất cả các cái cạnh làm thành face. Ví dụ fillet tất cả mặt này thì nó chọn cạnh. Thì giúp mình chọn rất là nhanh. Đấy, ví dụ anneal set này thêm face edge tất cả cạnh trên mặt này. Rip top face cái phần trên gân. Hoặc là toàn bộ body chọn toàn bộ. Đây, mình chọn toàn bộ thì giúp mình chọn rất là nhanh, chứ không mình không cần phải là cứ đi chọn từng cạnh một nó lâu. Đấy, và nhập giá trị. Đấy. Đây, và cái giá trị này khác nhau này, giá trị này là 10, giá trị này là 5, cạnh này là 5 và cái cạnh tất cả quanh lại là 3. Grass preview cho chúng ta thấy. Đây. Bình thường nếu mà mình chọn tất cả cạnh này thì nó rất là lâu, nhưng mà trường hợp đấy nó chỉ sử dụng là chung cùng một cái góc R, mình sử dụng được thôi. Đấy. Hoặc là những cái góc nào nó khác nhau thì mình chọn trước, ví dụ những cái đường này nó là 10 này, những cái đường này là 5 này, và những còn lại là 3 thì mình dùng đến body edge cho nó nhanh. Đấy, thì một chút nữa cái về phần cái lựa chọn thông minh là như vậy. Rồi tiếp theo một tính năng nữa, đấy là tính năng radius, chính là cái phần thay đổi góc R. Trường hợp mà sản phẩm của mình yêu cầu nó thay đổi cái góc R, mình có thể xác định ở vị trí này. Đây, ví dụ vị trí này nó là R bằng 10, đến vị trí khác bên này chẳng hạn nó là vị trí là R bằng 15 chẳng hạn, mình thấy thay đổi khác nhau chưa. Rồi đến vị trí này mình muốn là nó nhỏ lại chẳng hạn, đây năm. Cái này sản phẩm thiết kế dạng điện thoại thì sử dụng cái này khá là nhiều đấy. Và vị trí của nó sẽ xác định bằng ascent hoặc là phần trăm ascent. Ví dụ nằm ở giữa cái cạnh này thì nó bằng 50%, đúng không? 50% thì chắc chắn nằm giữa cái cạnh này. Hoặc là sử dụng đến ascent thì nó sẽ bằng 65, dài cách từ đây 65 này. Còn là cái cạnh này nó sẽ dài là bao nhiêu? 130 đúng không? Còn thằng này là true aperture phần trăm, đấy 50%, đấy hai cái này trùng nhau, 50% mình chắc chắn làm dở rồi, ok. Đấy, mọi người thấy nó sẽ thay đổi không biết rồi. Tính năng làm trước mình học chưa? Cái hôm em hướng dẫn à? Cái hôm em hướng dẫn à? Vâng. À, chắc là cái video đấy là video tham khảo trước.
Ok. Đấy, trong cái thiết kế sản phẩm mình thì quan tâm đến một số phần như vậy. Ngoài ra nó còn thêm một cái phần là chọn là single. Phần giao nhau giữa ba cái góc R này nó có phần là có đã xếp base cho phép mình là thay đổi cái phần pin dạng giữa các góc fillet nó giao nhau. Đây, cái phần pin dạng mình có thể là chỉnh sửa nó sát với thằng nào. Cái này sử dụng khá là nhiều trong cái phần là thiết kế sản phẩm. Đây mình thấy mình sẽ kéo lên cho nó sản phẩm nó đẹp hơn nhá, kéo hai phí bên này. Đó thì nó sẽ là theo xu hướng là vị trí bên này. Cái này sử dụng cũng khá là nhiều. Mọi người nhớ là như vậy. Đây, cái hình dạng nó rất là đẹp. Ok, những thứ nhau là chắc là trong video là có đấy, đúng không? Chamber đã ok chưa? Cái máy này có một phần chamber đấy, một phần fillet này. Fillet thì mình ok rồi. Chamber này. Chamber đó là lấy là tạo một góc bát. Góc bát trong cơ khí thì nó dùng khá là nhiều mục đích. Nó ví dụ mục đích là để lắp ghép cho nó dễ. Thứ hai là nó tránh các cạnh sắc, đúng không? Để sản phẩm nó đẹp hơn và tránh các cạnh sắc thì người ta thường thêm cái góc fillet này hoặc là thêm góc chamfer. Chamfer thì mục đích nó là lắp ghép nó tốt hơn, ví dụ những cái phần trục này nó mình nên là thêm chamfer để nó khả năng nó lắp ghép nó dễ hơn. Thì nó cũng có ba cái tùy chọn này, thứ nhất là symmetric, nó giống như phần là chamfer trong phần 2D, đúng không? Là hai cái cạnh bằng nhau. Trong bài vừa rồi mình cũng có một đoạn phần này. Đây, nó có phần ký hiệu chamber nó là 2 nhân 45 độ. Đúng chưa? 45 độ thì nó bằng nhau đúng không? Đấy, ví dụ như này này. Vẽ to lên là mọi người dễ nhìn. Đây, ví dụ này mặt cắt. Cắt một cái trụ. Đấy. Cái phần đây là phần chamber này, này trụ. Thì nó giống phần này này. Đây. Thì nó hai chính là nó có hai giá trị đặc trưng này, thứ nhất là nó cách khoảng cách này và khoảng cách này. Nếu đây symmetric thì đây là A thì thằng này cũng là A, hai bằng nhau thì chắc chắn góc 45 độ thì nó mới là cảm giác cân, đúng không? 45 độ này 45 độ thì chắc chắn cân thì nó cũng trùng với trường hợp thứ hai, 245 này. Đấy, symmetric là hai thằng bằng nhau và đúng một cái giá trị ở đây. Asymmetric là hai giá trị khác nhau, mình có thể nhập vào đây. Dù đây ví dụ là A, còn đây là B. Ok không? Khác nhau. Đấy, còn offset thì nó là cái góc. Ngọc góc 60 độ được không ạ? Trước em muốn lấy ví dụ là 60 độ cho mọi người. Góc 60 độ. Nó yêu cầu giờ mình tính toán cái phần này và phần này, đúng không? A và B.
Thì trường hợp này thì mình sử dụng tam giác vuông là mình thừa tính toán được AB được rồi đúng không? Đúng không? Ví dụ mình chỉ cần biết là A bằng một góc 60 độ thì mình tính ra được B. Mà tội gì mình phải đi tính cho nó lẻ ra đúng không? Mà chắc chắn là những cái góc đặc biệt thì nó sẽ chẵn, nhưng mà những góc nó dù 45 thì nó sẽ căn 2 trên 2 nó vẫn là lẻ. Cho nên mọi người phải chú ý là mình nhập trực tiếp cái góc này vào. Chứ không gì mình phải đi tính góc B làm gì cho nó mất thời gian đúng không? Thì mình sử dụng đến cái tính năng cuối cùng đấy là nhập góc cho nó có thể thay đổi là góc nghiêng ngược lại đây học bác là như vậy. Cái nó tương tự nó rất là đơn giản thôi, không có gì cả. Còn lệnh tiếp theo một lệnh đó là lệnh trim body, nó dùng để nó cắt một phần của chi tiết. Đây ví dụ mình có một trim body này, ví dụ mình chọn cái khối này mình cắt, và đây nó có phần là tool option, nó có cái phần là cái mặt phẳng cắt của nó giới hạn, nó là face hoặc plane, hoặc là mình phải tạo một cái plane mới cho nó. Cái trường hợp một plane mới mình tạo một cái bề mặt đây, nó sẽ cắt cái phần này nữa. Đây mình vừa thấy chưa, cắt từ cái phần bên này của mặt phẳng này. Mặt phẳng là cái giới hạn, nó là không có giới hạn đâu, theo các bên nó không giới hạn. Còn face này nó mới có giới hạn này. Đây nó sẽ cắt, và mình muốn là cái để lại phần bên nào mình sẽ dùng đến Reverse Direction. Đấy, mình để lại phần bên này nữa. Khi mình sau thì nó sẽ ra cái hình như này. Đấy là trường hợp là face nhé. Hôm trước mình học đến Down Tone Plane chưa? Để tạo một cái mặt phẳng cho mình thiết kế thì hôm sau mình sẽ học cái phần này đi. Còn lát này em sẽ hướng dẫn cho mọi người luôn. Rồi tiếp theo này là cái phần trim body, nhưng mà nó sử dụng đến cái tính năng face and plane nhá. Ví dụ mình có một cái bề mặt như này nhá, mình tạo một khối chút vị trí này, một cái đường cong SP line đi. Thích bộ color lên đi. Sau mình ít chút nữa. Cái chút bắt buộc phải qua cái khối nữa, cắt hoàn toàn cái khối. Cái đồ năn, sau đấy mình dùng đến tính năng là Trim Body. Mình cắt cái nó theo cái biên dạng của mặt này. Thì mình phải chọn là chế độ là Face Plane. Chọn mặt này. Thế thì nó sẽ cắt cái đúng biên dạng của mặt này. Được chưa? Chế định không có gì là tolerance nên là cái dùng sai cái đó thôi. Được chưa, mọi người hiểu phần này chưa? Đối phê này nó phải là nó là có giới hạn, cho nên là nó bắt buộc phải cắt qua chi tiết nhé. Còn nếu mà nó chỉ cần không đến chi tiết một chút này, nó sẽ báo lỗi ngay. Xin mời đi. Đây là phê. Báo lỗi là no in Direction Indirect Path Tool, không thể cắt được. Còn plane nó khác nhé, plane nó sẽ không có giới hạn đâu. Đấy, mọi người phải chú ý là như vậy. Trim body như vậy nhé. Còn Split Body nó tương tự Trim Body Speed Body, nhưng mà nó không mất, thằng này nó chim nó mất một phần, nó sẽ để lại một phần. Còn thằng Speed Body thì nó sẽ là chia thành hai phần khác biệt. Ví dụ nó cũng các tính năng tương tự, nó thêm ít chút Revo. Hãy chọn màn này,
bây giờ nó sẽ thành hai cái khối riêng biệt, phía trên và phía dưới. Giới hạn là cái mặt này, đây mình có thể ấn cái khối dưới đi, khối trên đi, hai đi, nó còn khối dưới, thấy chưa? Nó khác với chim một cái là nó để chia thành các khối. Ví dụ mình dùng cái nha separate body tip này, chọn cái nhằng là ít chốt chẳng hạn, ít chốt thì từ nó từ sketch nó ít chốt ra thôi, ví dụ cũng thế, chọn từ ít chốt nhé. Ví dụ mình về một cái đường thẳng này nhá, nó ít chốt ra cái hướng này thì nó cắt thôi. Ok, thì tự động nó sẽ thêm hai cái phần cấu trúc phía trên này này, người thấy không? Khi chọn mình solid này, solid body nhả nó đi, đó khối riêng biệt chưa, thấy chưa, mọi người hiểu chưa? Nó chia các khối ra với nhau nhé. Và một lần nữa, ví dụ mình xóa một cái khối này đi thì mình chọn bằng là gì? Delete à? Delete nó sẽ báo lỗi ngay, nó sẽ xóa toàn bộ delete là mình. Tại vì nó còn phụ thuộc vào cái lịch sử thiết kế của nó. Đối với delete mà mình bấm bằng tay ấy. Xin để làm gì? Không, đấy là bùa đấy một phần. Còn thằng một chim này nó sẽ không có cái tính năng mà nó sẽ chọn cái phần nó cắt speed vào đi. Thì nó có thêm một cái lệnh, đấy là lệnh delete body. Nếu mà mình chọn đây này, mình xóa chi tiết thì nó sẽ liên quan đến cái lịch sử thiết kế, đúng không? Nó sẽ mất toàn bộ. Thì mình sử dụng đến lệnh delete body, nó sẽ thêm một cái, nó sẽ không có cái liên quan đến lịch sử thiết kế này. Ok chưa? Trong trường hợp mình chỉ cần cắt một bên thôi chứ không phải cắt hai bên. Nếu cắt hai bên thì mình dùng đến chim body là được, đúng không? Cắt hết phần bên này đi là được. Còn trường hợp này mình chỉ cần một cắt một bên này thôi thì mình sử dụng đến tính năng delete body đó. Phần nào mình xóa đi thì mình chọn này, nó không liên quan đến cái lịch sử thiết kế này. Đây những cái tính năng rất là hay của thiết kế, rất là nhiều trong thiết kế côn này. Được chưa? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo cái mặt phẳng tham chiếu cho mọi người, để mọi người ở đây này, trong phần là cái đao tùm có rất nhiều. Auto Frame chính là tạo một cái mặt phẳng. Mục đích mình tạo mặt phẳng này là gì? Để mình không phải là chỉ cái vẽ sketch, để mình có thể là phụ trợ những phần thiết kế khác. Nó mục đích là nó để là làm tham chiếu, làm phụ trợ cho phần thiết kế khác. Ví dụ trong trường hợp mình vừa dùng đến lệnh Trim Body, đúng không? Mình cũng có cái phần New Frame đây tạo. Ví dụ khi mình đã tạo trước nó một mặt phẳng này. Đấy, khi mình dùng Trim Body thì mình dùng đến File Blend và chọn cái này, đúng không? Mục đích của nó là để dùng để làm chuẩn, làm tham chiếu cho những cái phần thiết kế khác.
thông thường là mình nghĩ ngay đến sketch đó, muốn sketch phải có một mặt phẳng, nhưng mà rất nhiều lại cần đến một mặt phẳng, cần phẳng phẳng đúng không? Mình điển hình là cái này nhà mình phải sử dụng là chim body này, rồi lại nhà draft này, đấy, draft nó cũng có plan. Nếu mình không không tạo thì mình phải tạo trực tiếp trong cái lệnh đấy. Rồi phần down to margin để tạo một cái lệnh. Thì mục đích tạo cái lệnh để làm gì? Để làm tham chiếu cho những cái phần mà cần cái trục của nó. Cái trục của mình có trục không? Có cần trục không? Đây đúng không? Nó chính là một cái lệnh down to margin của nó. Đây. Thì nó chính là cái lệnh này này. Chính là nằm một cái phần nhỏ là decision hướng của nó. Đây mình xem nhá, cái lựa chọn option của nó nhá. Đây. Nó giống hệt với trong phần này. Đây. Nó giống hệt luôn. Ví dụ để mình tạo một trục trước này. Đi qua hai điểm nhá. To boy và điểm này và điểm này đó, nó có một cái trục rồi thì sau này mình chỉ cần thiết kế một cái lệnh nhanh chẳng hạn, ví dụ là lệnh này nó cần trục thì mình chọn theo trục này và điểm đặt nó là đây chẳng hạn, trên mặt này, thấy chưa? Thì nó mục đích của nó là để tham chiếu hỗ trợ cho nó tất cả các phần này. Mình chốt đầu tùm một cái trục nữa, một hệ tọa độ nữa, một boy nữa, boy cũng tương tự, nó cũng là để tạo ra tham chiếu nhé. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn từ từ cho mọi người này. Ví dụ nào tùm plan mình thấy rất là nhiều mặt phẳng thì rất là cần nhiều để mình trong quá trình thiết kế đây. Ở đây có các cái lệnh. Như inflect tự động nhận diện một trong trường hợp phía dưới. Add distance. Mọi người chú ý nhé. Add distance chính là lấy khoảng cách từ một mặt phẳng có sẵn. Ví dụ mình muốn tạo một mặt phẳng mà cách mặt phẳng này một khoảng bao nhiêu thì mình nhập vào, chọn mặt phẳng đấy, sau đó nhập cái khoảng cách vào đây. Hoặc là nhập cái vào đây. Ví dụ là mà nó bắt buộc nó song song nhá. Mặt phẳng này là song song và cách cái mặt phẳng này là một khoảng là 50, mình muốn lấy nhiều hơn 1 thì mình lấy 2, thì nó có hai mặt phẳng, nó cách đều 50-50, một cái cấp số cộng là 50, 3 thì nó sẽ lên 3 mặt phẳng. Ok chưa? Trường hợp rất là nhiều trường hợp mình cần phải tạo nhiều mặt phẳng đấy, mà mình phải tạo nhiều lần thì nó mất nhiều thời gian hơn thôi, thì nó thêm tính năng là number of plan để cho phép mình chọn nhanh. Cái hướng ngược lại đấy, cái hướng number của nó đấy, hướng của mặt phẳng vector pháp tính của nó là phía lên hướng phía trên này, hướng dưới thì thuộc mình. Đấy là mặt phẳng thứ nhất. Cách thứ nhất là add mission. Thứ hai là add angle. Nó sẽ đi qua một mặt phẳng, một đường thẳng và nó tạo với một mặt phẳng nào một góc bao nhiêu độ. Dù mình muốn là đi qua một mặt phẳng tạo với góc này một góc bao nhiêu độ và đi qua đường thẳng nào đường này. Đây thì nó sẽ mình sẽ thấy nó vừa đi qua đường thẳng này đúng không? Và nó tạo với mặt phẳng mình chọn đây, plane này. Một góc là bao nhiêu độ, mình nhập vào đây 60 độ. Đó. 9 được chưa? Đấy, trường hợp là như vậy. Và cho trường hợp này có thêm tính năng là offset, cho phép mình sau khi tạo được mặt phẳng này mình offset nó một cái khoảng bao nhiêu. Đó, tính năng này rất là hay này. Mọi người chú ý đấy, không chưa cần được hành bộ đâu. Đây, sau khi mình đã tạo một cái mặt phẳng mà nó cách nhau, cách một góc nghiêng với các mặt là một góc 60 độ,
và đi qua đường thẳng này, thì mình có thể tính ra offset, tức là offset nó song song theo mặt này một giá trị bao nhiêu, 80. Đó, mình lấy thằng này làm chuẩn để mình tạo mặt này. Đấy, thì mình thấy là nó rất là nhanh. Trong trường hợp mình phải tưởng tượng để tạo ra một mặt phẳng nằm ở vị trí này thì rất là khó. Được chưa? Thế tính năng thứ hai rồi. Thứ ba đấy là Baster. Trong trường hợp mình muốn là tạo một phẳng ở giữa mặt này với mặt này này, thì theo mọi người sẽ làm phương pháp gì là nhất? Theo mọi người sẽ làm thế nào? Ví dụ mình muốn là tạo một phẳng nó nằm giữa cái mặt này này, thì mình thiết kế một sketch cho nó chẳng hạn. Thì theo mọi người sẽ làm thế nào? Một khoảng cách đúng không? Nên là mình phải đo basic này, chọn đo measure distance, chọn một cách từ mặt này đến mặt này là bao nhiêu, đo mặt này đến mặt này là bao nhiêu, là 60 chẳng hạn, thì mình lấy một khoảng cách từ mặt này lên 30 đúng không? Thì như thế là lâu đúng không? Thì mình có một tính năng đấy là tạo mặt phẳng mà nó là nằm ở phần giác và đồng thời nó nằm ở phần ở giữa luôn. Còn hôm nay Dr. Blan chế độ thứ ba Master này nằm chọn hai mặt này, tự động ra nó sẽ mà bổ sung nhau offset đi, tự động nó ra mặt phẳng ở giữa. Mà ra nó vẫn có tính năng offset này. Đấy, ok chưa? Đấy, Baster nha. Tiếp theo là đi qua một điểm và một curve. Trường hợp này mình hoàn toàn hiểu rồi. Trường mặt phẳng nó đi qua một điểm này và một đường thẳng chẳng hạn. Đấy, nó cũng tạo được một plane. Theo lần đi qua hai đường thẳng nó cắt nhau, thì hai đường thẳng cắt nhau thì bao giờ nó cũng có một cái bề mặt phẳng. Mình học cái hình học không gian rồi đúng không? Hai đường thẳng chéo nhau có tạo được một mặt phẳng không? Không đúng không? Nó chỉ có thể là song song hoặc là cắt nhau thì nó mới tạo được. Ví dụ hai đường này song song này thì nó tạo được một mặt phẳng này. Nó nằm trên hai mặt phẳng song song, hai đường thẳng song song. Còn trường hợp mà nó cắt nhau vẫn tạo được. Đấy, ví dụ cắt nhau thì mình thấy nó tạo đơn giản rồi. Người làm mặt phẳng này nó vừa nằm trên đường thẳng này, vừa đi qua đường thẳng này, vừa đi qua đường thẳng này, đúng chưa? Còn trường hợp mà chiếu nhau ấy, giả sử nhá, đây đường này. Đường này nhá. Với lại đường này. Thì nó có thỏa mãn không? Nó chỉ đi qua đường này thôi. Không để đi qua đường này được. Đúng không? Đấy, nó chỉ được thỏa mãn một trong hai thôi. Đấy, một là đi qua đường này, hai là đi qua đường này. Cho nên nó sẽ không sử dụng đến trường hợp mình thấy này. Trường hợp này mình thấy cái hình nó ký hiệu ở hai mặt, hai đường thẳng này nó cắt nhau. Rồi tăng gần tiết tuyến vào bề mặt này, tăng gần mình chọn xin góc quay nhá, tiết tuyến mặt này. Nhưng có nhiều mặt phẳng nó tiết tuyến mặt này không? Có vô số đâu, vô số mặt phẳng nó tiết tuyến mặt này, thế nên mình cần phải thêm một cái tham chiếu nữa. Ở đây một select object trong phần reference geometry, cái phần tham chiếu của nó thì mình chọn thêm đường này, mặt này nhá. Thế bây giờ nó vừa tiết tuyến mặt này này, nó vừa tạo với mặt này một góc bao nhiêu độ? Thế ví dụ mình muốn là tạo góc 90 độ cho mặt này,
Thì bây giờ nó còn bao nhiêu trường hợp? Hay là 60 thôi chẳng hạn. Đấy, nó tiếp tiến và nó tạo mặt này một góc 60 độ. Thì nó có bao nhiêu trường hợp? Hai trường hợp đúng không? Thì mình có thể thay đổi trường hợp đây, tích vào phần Arrow Solution này. Đấy. Trường hợp bên này thì nó vẫn tạo một góc 60 độ, đúng không? Với hai mặt này song song mà. Đấy, đúng không? Cái mặt trụ, một mặt khác thì nó sẽ tùy nhé, mặt trụ sẽ có hai này. Thì mình sẽ thay đổi cái trường hợp của nó ở phần Atlas Solution. Ok. Từ từ nó vẫn có offset. Những offset là mình có thể sử dụng để thủ thuật mình tạo nhanh các phần khác được. Rồi through warp race thì ví dụ nó sẽ đi qua một cái trục đây. Không gì cả. Rồi point annotation nó sẽ đi qua một điểm và cái hướng nó sẽ là theo mình xác định cái hướng một mặt phẳng, nó đặc trưng là một vector pháp tín, đúng không? Ví dụ mặt phẳng này thì vector pháp tín nó sẽ là vuông góc, xưa mình học rồi đúng không? Đấy, vector pháp tín là pháp tín n đây, ngày xưa mình học ký hiệu nó là n của mặt phẳng. Thì vector pháp tín của nó thì nó vừa đi qua điểm này thì mặt phẳng đi qua điểm này và nó cũng vector pháp tín thì nó hoàn toàn xác định là một mặt phẳng, đúng không? Đấy, vector pháp tín mình có thể sử dụng đến một cái trường hợp khác, ví dụ như là vector pháp tín nó đi qua điểm này nữa đó, mọi người thấy là đi qua điểm này và vector pháp tín nó sẽ song song cái trục mà mình vừa xác định. Thì phần này nó liên quan để tạo một cái trục này. Đấy, mình thấy là nó sẽ kết hợp với nhau rất là nhiều. Đây, nó chính là phần đào tủ basis. Đây, vector dialog. Ok. Rồi trường hợp nữa là phần on curve. On curve nó sẽ đi, trường hợp này sẽ dùng rất là nhiều trong phần surface này, mọi người chú ý phần này. Nó sẽ có một vector pháp tín. On curve. Nó sẽ có một vector pháp tín này. Nó luôn luôn. Vector pháp tín của mặt phẳng này chính là cái vector n mình vừa hiểu đó, vừa rõ và nói đấy, và nó đi qua cái điểm mình đặt này, thấy chưa? Vector pháp tín nó luôn luôn tiếp tín, à pháp tín của thằng mặt này nó luôn tiếp tuyến với lại cái cung này, cái cung cover này, cái curve, thấy chưa? Cái này sử dụng rất là nhiều trong cái phần surface. Nó tự động nó tạo một cái mặt phẳng mà nó vuông góc với lại cái đường cover này. Thì vuông cái phần pháp tín của nó là luôn luôn tiếp tiến với cover này. Ok chưa? Còn bình thường mình không có lệnh này thì sử dụng tạo rất là khó đấy. Rồi. Cái này là theo cả cái mặt phẳng cái xe của gốc tọa độ tuyệt đối. Đây chính là tương đối cho quên đây. Bây giờ như mình muốn tạo một mặt phẳng mà nó cách cái tâm thằng này 120 chẳng hạn. Đây. Mình di chuyển đến vị trí 120. Rồi nó nghiêng so với mặt phẳng này góc 30 độ chẳng hạn, 20 độ chẳng hạn. Rồi lại nghiêng so với này góc 15 độ chẳng hạn. Đó. Thì mình tạo rất là nhanh. Dù mình tạo đến cái phương pháp là XC ZC. Nó tạo một mặt, nó vừa cách vị trí tâm này một góc là một cạnh 120, rồi nó nghiêng so với mặt chuẩn của nó là 15, rồi nghiêng với phần này là 20, đúng
không? Rất là nhanh. Còn bình thường mình sử dụng đến phương pháp mà mình tạo các cái phần phụ của nó rất là lâu. Bây giờ em thử nói mọi người một cách nhé. Bây giờ mình muốn, giả sử mình không có phương pháp này đi, mình muốn là tạo một mặt phẳng nó cách tâm của thằng này này, một góc là một khoảng cách là 15 và nó nghiêng xuống với mặt phẳng này một góc là 20 độ thì làm như nào? Nó cách ở vị trí bên này này, một góc là 15 và nó nghiêng xuống với cái mặt bàn là một góc là 20 độ mà là có nghĩa là mình phải dựng đâu, sketch đâu. Nhiều 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 mình có nghĩa là mình tạo sketch này, đúng không? Tạo một đường thẳng cho nó là xác định cho nó là cách là bao nhiêu? Cách là Châu yêu cầu là 15, đúng không? Cách thằng này với tâm này. Rồi lấy 30 để cho nó như này nhá. Sau đấy mình mới bắt đầu để dùng phương pháp đó là đi qua cạnh này và tạo góc mặt này và đi qua cạnh này. Đấy, một góc là 15 độ. Đây là về hướng này. Còn về hướng kia ví dụ như là 360 trừ 15 hướng này, đúng không? Đấy, nhưng mà cái cách này thì mình phải tạo cái tham chiếu nó lâu, bắt buộc phải tạo cái tham chiếu mới được, đúng không? Thì thay mình sẽ sử dụng đến cái góc độ absolute này. Đầu tiên là cho nó về vị trí tham chiếu hết đi. Đó. Sau đó mình chỉ cần duy trì là khoảng là 30 trừ 30 đấy, được chưa? Sau nghiêng một góc là 15 độ, được chưa? Đấy, rất là nhanh. Sau đấy mình chỉ cần tạo một phần auto plan mà nó nằm chung với mặt phẳng là ICZC. Thế là xong, đúng không? Đấy, thì mình thấy là cái phần này nó sẽ theo cái góc tọa độ tương đối nhá. Tương đối này mình khi thay đổi này thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái phần đã liên kết với nó cả. Rồi, còn hai phần dưới này nó không sử dụng đâu. Đây là theo các cái điểm mình nhập vào, emote vào một cái hệ thống động điểm, nó sẽ đi qua 4 điểm. Rồi, view plan là cho cái hướng mình nhìn thôi, là cái hướng mình nhìn thì cái vector phát tín nó hướng vào cái hướng nhìn mình nhìn thôi. Đấy, thế mà mình nghiêng hình như này thì nó cũng tạo plan. Cái vector phát tín này nó luôn luôn hướng vào cái hướng mình nhìn. Đấy, và nó sẽ trùng với cái gốc WCS này này, đi qua điểm gốc này. Rồi, tạo auto masses thì hôm trước mình học trong phần đấy chút rồi, đúng không? On curve này để tạo một cái vector Ifred này, rồi giao nhau với hai mặt này thì nó ra một đường. Chứ biết là giao giữa cái mặt này và mặt này, nó ra một cái đường vector. Được chưa? Rồi giao nhau giữa mặt này và mặt này thì nó ra một vector, nó kéo dài ra chạm vector.
từ đấy mình làm phụ cho những cái phần thiết kế khác, rồi cướp anh phải acid nó sẽ như là chọn cái trục, rồi ví dụ mình nhắc từ nó làm cái trục, rồi phần on cướp thì nó là luôn luôn tiếp tuyến với lại cái cung này, còn giống phần ấy chút chưa, không khác gì ấy chút đấy, c tương tự. Rồi con rồi to point trong cái chút có hết nhé. Hôm trước mình học cái tính năng là decision này đúng không? Đây to point này. Rồi number axis này chính là phần chọn trục này. Rồi to curve, on curve chính là trường hợp tiếp tiến với cung này, đúng không? Nhưng là các cái này thì nó sẽ phụ trợ lẫn nhau. Tạo điểm tương tự để mình có thể tạo hole cho nó chẳng hạn, phụ trợ cho nó. Điểm mình có thể sử dụng rất là nhiều, phụ trợ cho các phần khác, ví dụ nó tạo lại nhanh. Bond set này, bond set là phần cũng khá là hay, tạo điểm cho nó, nhưng mà cái phần này thì hôm sau mình học cái phần survey em thì nói rõ hơn. Đấy, nó chủ yếu liên quan đến cái đường 3D. Rồi được chưa? Vậy thì hôm nay mình sẽ kết thúc cái phần học ở đây đi. Thì mọi người có cái phần thắc mắc gì không? Cái buổi này thì em sẽ có thể giao bài tập cho mọi người. Thì các anh online nào thì mình có thấy thắc mắc gì không? Hai anh ở đây muốn thắc mắc gì không? Em sẽ giao cái bài tập cho mọi người. Mọi người nhớ là phải dùng làm bài tập thì mình mới có cái video của cái buổi tiếp theo. Đấy thì cũng muốn muốn cho mọi người là có mình phải về mình thực hành thì mình mới thành thạo được. Cái học về mà mình không thực hành thì rất là khó để mình nắm bắt được các lệnh. Quan trọng đầu tiên là mình phải nắm được hiểu là lệnh nó option nó dùng trong trường hợp nào, sau đấy mình mới tư duy phát triển tư duy mình để làm nó làm sao nhanh nhất được, được không? Và bây giờ mình sẽ giao bài tập này. Đối với phần hôm nay thì mình có thể làm được các bài tập này. Bài số 7 hôm trước mình làm chưa? Số 7 nhá, mọi người ghi lại. Hướng dẫn rồi. Nhớ là bài 13 này cũng làm rồi nhưng mà hình như chưa có. Mọi người đã làm bốt lên đi nhỉ? Cái bài tập hôm trước mọi người bốt chưa? Bài số 8 này chưa? Bài số 8 nhé, mọi người sẽ làm. Số 8 này bài số Bài số 4 này, số 4 là nhanh. Số 4 là nhanh này. Bài số 2. Bài số 2. Nhưng là tất cả này mình thử bài nào không lại nhanh được mình mới sử dụng đến công pháp còn lại nhé. Tốt nhất là mình nên sử dụng lại nhanh. Bài số 2. Và bài số 28. Và bài số 5 nữa. Thế thôi.
Đấy, em đọc lại là bài số 4 là nhanh này. Tất cả bài này mình sử dụng là nhanh. Nếu bài này không dùng thì là nhanh thì mình phải sử dụng phương pháp thông thường. Bài số 2, bài số 28 và bài số 5. Đó. Ok không? Và tốt nhất là mình có thời gian thì mình nên học đọc học tự vẽ tất cả các bài tập này trong cái summary như thế. Vì cái khả năng mình nếu mà mình thực hành nhiều thì mình vấp nhiều thì mình mới hiểu được nhiều phần, mới đem sẽ giải đáp những cái phần mà mình vấp vãi, thì đó mình nhớ rất là nhà lâu. Ok không? Đấy, mọi người nhớ bài tập đấy, mọi người sẽ và bót lên trước cái bữa học hôm sau. Rồi hôm nay mình sẽ kết thúc ở đây nhé. Anh ơi, em điều tra đi xem, trước em chưa làm được công chuyện. Chưa làm bài tập chưa? Chưa. Chưa làm bài tập.